Ok anh em nhé, game ấy thì mình đã tải được rồi. Bây giờ mình sẽ vào thử luôn. Xong gì nó vừa cập nhật xong mà. Đó, mình đã tải được rồi này. Lúc đầu thì cứ tưởng là mãi không vào được. Ok nhé, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé, cách tải nhé. Mình tắt đi này. Mình sẽ xóa cái này đi. Anh em xóa luôn cái game đi. Đó, mình đã xóa game đúng không ạ? Ok, để tải được cái game Clash of Clans này, anh em để ý xem mình hướng dẫn có nhiều cái thao tác và cái lưu ý để xem nhé. Ok, màn hình chính của các bạn, đầu tiên các bạn vào cho mình cái CS Play này. Các bạn tải cho mình cái là Kiwi VPN nhé. Đây mình có gõ rồi này. Đó, Kiwi VPN. Đó, các bạn cài đặt về cho mình này. Cái này nó mê nó nhẹ, tải rất là nhanh. Đó. Tải xong là mở ra. Mở ra này. Mở ứng dụng này ra luôn. Rồi, ở màn hình chính của cái ứng dụng này. Các bạn vào chọn cho mình cái dưới này, cái góc dưới này chính là hai cái tam giác chéo nhau này. Đó. Các bạn chọn cho mình cái Vương quốc Anh đi. Đây cái thứ ba này. Các bạn ấn kết nối. Kết nối, các bạn đợi một chút này, yêu cầu kết nối ok. Rồi nó kết nối xong. Quảng cáo. Các bạn tắt cái quảng cáo đi nhá. Ok, đã kết nối này. Đó. Sau khi kết nối xong thì ở đây mình có cái tài khoản mới mình đã tạo sẵn rồi nhé. Đấy, các bạn chỉ việc nhập cái tài khoản này và để tải nhé. Đây là bây giờ mình sẽ các bạn vào cài đặt này. Và cài đặt các bạn kéo xuống dưới. Các bạn vào phần tài khoản đồng bộ này. Đó, kéo xuống này, nó có phần thêm tài khoản này các bạn nhé. Thêm tài khoản Google. Xác nhận vân tay. Sau đó xong này các bạn nhập cái tài khoản này của mình vào. Hoặc là không thích thì các bạn có thể tạo mới nhé. Tạo tài khoản Google nó cũng dễ thôi, mà mình có hướng dẫn ở trên kênh của mình ấy là cách tạo tài khoản Google rồi ấy. Các bạn vào trong kênh của mình để xem nhé. Trong đây thì các bạn có thể nhập luôn trực tiếp cái tài khoản này vào cũng được. Hướng dẫn. Hôm trước mình có làm cái video hướng dẫn định vị này là nó cái tài khoản nó tên là hướng dẫn định vị gmail.com, mật khẩu là dễ nhớ 2021 thì cái chữ cái đầu tiên là viết hoa các anh em nhá. Rồi dễ nhớ 2021 đó, đồng ý này. Còn vào tìm được game rồi ấy, hay có nhiều bạn sẽ chưa tìm được game luôn đâu, tại vì còn một bước nữa quan trọng. Đó, anh em lưu ý nhá, anh em đợi một chút nhá, đợi cho nó sẽ chạy một tẹo. Đồng ý rồi. Ok này, bây giờ các bạn vào CS Play để tải này, tìm xem game nó đã hiện lên chưa nhá, Clash of Clans này, nó vẫn chưa hiện lên đúng không? Thì cái này ấy, các bạn trở về này. Đây, cái quan trọng là cái này này. Chính là cái tài khoản này này. Mình chưa đổi. Đó, các bạn ấn ở đây. Các bạn kéo xuống. Các bạn vào cái tài khoản mà mình ấy này, chính là cái tài hướng dẫn ở dưới này. Đó, chọn vào cái tài khoản hướng dẫn đấy. Cho đổi sang cái tài khoản mới này ấy, thì nó mới hiện lên nhé. Nó sẽ hiện đề xuất cái game này lên luôn cho anh em. Đợi một chút cho nó chuyển đổi tài khoản anh em nhé. Đó, sau khi chuyển đổi tài khoản xong này. Đấy, đây 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 đây, đấy các bạn thấy không? Đề xuất luôn này. Đấy, các bạn nhìn có Clash of Clans ra. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, thế là cài đặt thôi. Tải xuống, ok. Đó, cài đặt xong rồi các bạn chỉ việc vào đăng nhập tài khoản Supercell các thứ rồi là chiến thôi. Chúc anh em thành công nhé. Nếu bạn nào thấy video này hay và hữu ích hãy cũng nhấn cho mình một like và đăng ký kênh nhé để ủng hộ mình nhé. Để lại một bình luận là đã tải được ok nhé.
Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Mạng hơi kém nên là tải cũng hơi lâu một tí. Đấy, đang chạy phần trăm này các bạn này. Đấy, chạy phần trăm này. Mình cắt qua cái đoạn này cho nó chạy luôn. Đó, đang cài đặt rồi các bạn nhé. Cài đặt xong này, mở rồi. Đấy, vậy là mình đã cập nhật xong. Lại 24 chưa mắc mà lại phải tiếp tục cập nhật nữa rồi. Lại update nữa. Trời ơi. Đấy các bạn nhớ cái tài khoản này, các bạn lấy cái tài khoản này của mình cũng nhập được này. Đó. Mọi người đợi một chút nhé. Game nó mới cập nhật nên nó cũng có nhiều lỗi. Nên là các bạn cứ bình tĩnh nhé. Đây, ok này. Đó. Thì khi xóa đi thì các bạn đăng nhập lại cho các bạn biết rồi đúng không? Các bạn vào đây này. Một cái hình răng cưa này, các bạn cái kết nối với Supercell này. Đó. Các bạn tiếp tục đi. Các bạn nhập cái địa chỉ Gmail của các bạn vào. Đợi một chút, mình sẽ nhập cái tài khoản của mình vào nhé. Bản cập nhật mới này lâu ghê. Đấy, được rồi. Kết nối mày. Chọn tài khoản. Đến cái đoạn này chắc là các bạn biết rồi đúng không ạ? Thì nếu bạn nào thấy video này hay và hữu ích, hãy ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Đây mình cũng vào cái làng của mình rồi này. Đấy, khi mà mình các bạn kết nối với Supercell nó sẽ gửi cho mình cái mã đến cái vào mai này, Supercell nó gửi đến cái mã cho mình này để xác nhận này. Đó, các bạn nhập cái mã đấy vào được. Ok, bắt đầu chiến thôi. Còn cái tài khoản kia thì mình vẫn chưa vào, mình mới vào tài khoản phụ thôi anh em nhé. Này dân đang chơi này. Đó, cập nhật mới này. Đi xem nào. Ui, 14 triệu. 14 triệu. Defend này. Wow, nhìn chất thế nhỉ. Ok, cảm ơn anh em nhé, xem và ủng hộ nhé.